Chào mừng các bạn đã đến với kênh Game Giải Trí. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn một video rất đặc biệt. Đây là một video để gửi tặng các bạn những 10.000 subscribe. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình trong thời gian qua nhé. Nội dung video chính là thân Horathi xuất hiện tới các bạn. Mình nói luôn với các bạn rằng là khi mà hiện tại chỉ cần các bạn có con bài thân Horathi ở trong bộ bài, khi các bạn triệu hồi cả ba vị thân ở trên sân thì các bạn có thể kích hoạt kỹ năng để chiến thắng các bạn. Và mình cùng nói luôn với các bạn rằng hiện tại thì do con bài thân Horathi vừa được ra mắt, người ta chưa kịp tạo ra hiệu ứng cho nó nên hiệu ứng của nó là cực kỳ nhanh và cũng chưa có gì gọi là đẹp mắt thôi các bạn. Nhưng mình có thể khẳng định với các bạn rằng đây là trận đấu mà nhân vật Haga sẽ triệu hồi được thân Horathi theo lý thuyết. Vừa rồi thì trong lúc mình lãng mạn thì nhân vật Haga đã ném một con bài thân xuống mồ nhé các bạn. Như vậy đó là thân Osiris xuống mồ. Hiện tại cả ba vị thân đã có trong tay của Haga. Tình huống này thì Haga sẽ triệu hồi thân Obelisk để giữ trận, bảo vệ trận và phá bẫy. Với con bài sống dậy thì Haga sẽ gọi lại con bài thân Osiris. Như vậy bây giờ chỉ là vấn đề làm sao để triệu hồi thân ra mà thôi. Nếu như các bạn hãy xem tin mình, các bạn sẽ biết rằng khi mà thân ra vừa được ra mắt thì người ta còn chưa kịp update hưởng cho nó. Đây là tình huống triệu hồi thân ra nha các bạn. Đây là hiệu ứng của thân ra. Đây một con đại bàng mặt trời bay xuống. Rồi đây là tình huống một khoảng cách vừa rồi thôi, một khoảng cách rất nhanh. Đó là khoảng cách mà thân Horathi xuất hiện nha các bạn. Và khi mà triệu hồi thân Horathi thì cũng giống như là Exodia vậy, các bạn ngay lập tức giành chiến thắng. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn một trận đấu rất đặc biệt, một trận đấu mà có thể nói là đó là con bài mà khó triệu hồi nhất trong lịch sử game Việt Nam, thân Horathi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nha.